Supersale.vn giảm giá nick càng thông tin đến 50% và đặc biệt rằng có bán quân huy giá rẻ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua quân huy giá rẻ hay mua nick thì các bạn đừng quên vào Supersale.vn có bán quân huy và nick giảm 50% tất cả các bạn ơi. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi gắm cho anh em một clip đó là Nacrot. Nacrot mùa 21 này thì nó sẽ có gì có khác những mùa trước hay không? Đương nhiên rồi, xuyên suốt vào 3-4 mùa gần đây thì Nacrot nó bị thay đổi một chút về cái tầm chiêu bá. Chiêu bá của nó thì bây giờ các bạn phải sử dụng chuẩn xác thì nó mới có sát thương. Thì nôm na bây giờ mình sẽ nói chung lại rằng Nacrot phiên bản này hay những phiên bản gần đây bắt buộc tất cả các bạn phải có kỹ năng chơi và bắt buộc chơi Nacrot phải lên full đam nó mới hiệu quả các bạn nhé. Và thường bây giờ có lối lên đô chơi khá hay, đó chính là lên Rill Leviathan và kết hợp với thương Longinus, nó sẽ rất tốt. Nhưng đầu game rất yếu, nó rất là yếu, không đủ đam chơi, cho nên rằng clip này mình khuyến khích anh em chơi full đam như những mùa trước, bởi vì khi đã full đam thì phải đòi hỏi những bạn phải có kỹ năng cao chơi mới tốt các bạn nha. Rồi cái pha này mình sẽ phản ánh một chút không biết có gì không. Rồi cái pha này hiện tại không có gì, mình sẽ nấp ở trong đấy, từ từ nha, mình sẽ nấp. Rồi lao lên cho hay quá, một mảng ngon ơ đấy các bạn. Một cái pha phản gánh nó khá là tuyệt vời, bởi vì mình biết rằng là cái thằng Gidu nó sẽ choáng được tâm xá rất là dễ, cho nên cái pha phản gánh nó rất easy đấy. Và Nacrot mùa này thì mình sẽ nói chung lên full đam là cái điều chắc chắn rồi. Và một cái điều rất là thú vị là khi đối đầu với những cái vị tướng phép mà chúng ta cảm giác như là kiểu thua thiệt một chút, ôi cái pha này không được rồi, khi team địch có hai vị tướng phép trừ lên ấy thì chúng ta cái gươm Eruel hay là Iruel hay là Uruel gì mình không biết, cái gươm đấy nó rất tốt, đối đầu rất tốt với các pháp sư các bạn nhé. Full đam kết hợp với Uriel ở trong trận đấu này thì chúng ta sẽ chơi ở trong trận đấu này. Đương nhiên đơn giản thôi, cái việc chơi Nacrot full đam thì làm thế nào để chơi được hiệu quả? Thứ nhất là các bạn sẽ phải cắn đám thật tốt. Các bạn sẽ phải biết được rằng phút giữa game này thằng Kera nó gây bao nhiêu sát thương, hoặc phút giữa game này thằng Rat nó làm sao để giết được mình, hoặc phút giữa game này thằng Murat làm sao giết được mình, hoặc Slim ABCG. Đấy là cách cắn sát thương và cách và mình phải hiểu những cái chiêu thức của team địch. Như Slim chẳng hạn, mình mà lỡ sử bị ăn cái lao thằng Slim thì lỡ sử mình sẽ chết, hoặc là mình bị thằng Rat nấp bùi nó sút chiêu 2 trước xong dồn combo mình sẽ chết, hoặc mình bị thằng Kera nó dồn chiêu 1 xong kích hoạt chiêu 2 ăn full nội tải mình sẽ chết. Đấy thì chúng ta phải biết rồi, Murat đấy đủ đã đủ sáng máy mình vẫn đủ tâm. Đây đã ủi đấy, các bạn thấy chưa, cái chiêu ba của thằng Nacrot ngày xưa ấy nó combo trật, nó cũng ăn được cái lượng đám bởi vì trong cái tâm phạm vi đấy. Nhưng ở phiên bản này bắt buộc chiêu ba phải chuẩn xác, đó là một cái gọi là kỹ năng mà các bạn ạ. Chúng ta bị mất một cái gọi là kỹ năng phiên bản, ủi không ăn được, không ăn được bó đỏ. Thôi rồi, cái pha này từ từ mình sẽ farm gọi mít một chút đấy. Cho nên rằng là thực sự bạn nào mà đang chơi Nacrot yếu thì mình khuyên các bạn mùa này nó chơi không tốt đâu. Mùa này Nacrot chơi không tốt và thực sự là không hiệu quả, bởi vì phải kỹ năng phải cao, cực cao, các bạn phải áp dụng được nhiều chiến thuật các bạn mới có thể là hiệu quả Nacrot. Thực sự Nacrot các bạn chắc chắn nó chỉ chơi đâu bây giờ game thôi, late game thì coi như phế, nếu mà lên full đáp coi như là vứt. Late game thì nó sẽ chơi theo một cái tình huống khác, gọi là cấu kèo cho team, hoặc đi đẩy lẻ, hoặc là đẩy lính cao để cho team đánh, chỉ chơi được như vậy thôi. Còn mà late game gọi là con bắt tổng ấy thì gọi là cực kỳ khó. Và đây cái phá này bạn, ủi rồi bốc hơi anh em ạ. Đấy cái phá mình cắn sát thương hơi yếu một chút ấy, bởi vì bốn thằng anh em bay vào, nói chung mình sập được hai thằng cái phá là ngon, nhưng mà bị dồn đá một phát bốc hơi nhanh ngay lập tức luôn các bạn, thì ác không đấy. Nói chung late game có bắt tổng thì nói chung là phải các bạn thì tục giảng phải chơi theo cái kiểu giống như mình hay nói các bạn ấy, gọi là để cho team mình đánh nhau trước rồi các bạn vào. Nhưng mà thực sự nếu mà nói Nacrot có bắt tổng thì 4-5 giai đoạn late game thì nó khá là phép đấy, cho nên là cũng tùy thuộc vào đông đủ các bạn rất là cao nữa. Nhưng để mà chơi Nacrot chủ động thì khi team địch của Nacrot vào tinh thể late game thì các bạn mà là đồng đội ấy thì mình khuyến các bạn hãy chơi theo thiên hướng là đánh thủ đường hoặc rên rứ ấy, để cho thằng Na nó làm hết các bạn nhé. Thằng Na chỉ cần cấu tâm hai thằng team địch vào cái đường Na thôi mà team biết chơi phát bốn thằng nó ốp lên đánh luôn 4-3 đấy. Chứ nói thật, ví dụ như late game 1-1 cờ mà thằng xạ thủ, thằng pháp sư mà thủ cái đường á, thằng Na muối dữ luôn,
đấy. Thậm chí là thằng rừng tim địch mà thủ đường ở liệt game, thằng Na nó muối dữ luôn đấy. Cho nên bắt buộc thằng Na cuối game nó sẽ cấu kéo tầm 2 thằng 3 thằng thủ một đường, thì tí mình biết chơi 4 thằng nó sẽ đẩy lên một đường cao lên, thích đánh nó đánh luôn cái pha đấy thì mới win. Còn Na mà đẩy lẻ mà tí mình lao lên 4-5 luôn thì coi như không phéo luôn, cho dù có cương lao hay mơ sướng vào nó cũng không thể gánh được đâu. Phiên bản này là gọi là chơi về đồng đội rồi, không phải ôi đừng tốc biển anh ơi, chấp anh rác cái ác thật đấy. Không phải là cái thời ngày xưa mua 2 mua 3 mà một mình Nagaroth nó cảnh hết được rồi đâu. Bây giờ mỗi mua thì nó sẽ cân bằng tướng sức mạnh, chẳng hạn như thằng rừng nó mỗi mua thì nó bị nép lên một chút đấy. Build rồi quái rừng các thử ABCG linh tinh. Rồi cái pha này đủ đám không? Rồi. Hơi tham cái pha đấy, mình biết là giết được thằng Murat rồi, nhưng mà kiểu cảm giác thằng Vera mà choáng chân chuẩn nó phải là ăn được. Thằng Vera mà choáng chân chuẩn cái pha này là mình không chết đâu, không sao, vẫn đến giết. Đấy, mình sẽ cố gắng thử thách rồi gọi là thử kiểm mega kill, không biết có được hay không. Nhưng mà chắc chắn rồi, Nagaroth lên full đám thì cái việc mà các bạn bốc hơi nhanh, các bạn chỉ cần vào những cái pha như mình ấy, không tính toán hoặc là mình không ản được cái lượng sát thương chuẩn của team địch thì việc nằm xuống rất là đơn giản, cực kỳ easy luôn. Cách tốt nhất đó chính là như nào ạ? Vét thôi các bạn, Nagaroth vét là trường sinh bất tử luôn. Cứ đi farm thì đánh nhau la vào đấy, chẳng hạn những cái pha này thì gọi là trường sinh bất tử này, nói về đồ ghét mạng thì nói làm gì cho hết nữa đấy. Cho nên tổng chốt hạ trong cái clip này thì Nagaroth thì mình không còn gì nhiều để mà hướng dẫn anh em nhiều, mà mình chỉ muốn có những cái số một số góp ý, bởi vì hiện tại bây giờ thì nhiều người chơi Nagaroth hay mình rất là nhiều rồi, mình chỉ có một số góp ý rằng là nếu các bạn có kỹ năng cao ấy thì các bạn chúng ta sẽ chơi Nagaroth ở giai đoạn đầu và giữa game, gọi là Nagaroth được chơi game nhá, đầu và giữa. Còn về hầu như hẳn late game thì Nagaroth sẽ bắt buộc phải đánh theo một thiên hướng khác và sẽ có rất nhiều thiên hướng. Thứ nhất, Nagaroth late game bắt lẻ vẫn ok nhá các bạn nhá, Nagaroth late game bắt lẻ rất là ok. Sao cái pha này lại chết được cái pha này nha? Này, cái pha chủ này là mình cắn không bao giờ chết bên ạ. Thật đó. Hay là do mình lỗi thời đấy thôi. Bình thường những cái pha này mình không bao giờ chết đâu. Thôi không sao, chủ nó được búp sức mạnh nó thì phải chấp nhận cái pha này thôi. Pha sau được kinh nghiệm. Đấy, không có vấn đề gì hết, rất là easy đơn giản. Đấy. Nói chung là late game đi, nói chung mình chơi ạ, thì mình sẽ có chia ra hai cái quan điểm khi late game. Đầu thứ nhất là mình sẽ tận dụng đẩy lẻ và bắt lẻ ở late game rất là hay nhá. Cái bắt lẻ ở late game là rất là tốt. Khi các bạn bắt lẻ được ấy thì các bạn sẽ ăn được mục tiêu lớn. À đấy, nếu bắt lẻ được thì cái chuyện bắt lẻ đấy thì mình sẽ chia ra 50-50. Nói chung là cùng hên xui. Một là các bạn bắt nó, còn hai là nó bắt mình. Cách tốt nhất là các bạn hãy thiên hướng cho mình đẩy cao đường. Đấy, Nagaroth late game rất quan trọng này. Đẩy 3 đường cao lên. Khi 3 đường cao lên các bạn sẽ có rất nhiều cái sự lựa chọn để các bạn chơi. Một là có mắt tổng các bạn thua chả mất gì. Đấy. Hai là các bạn sẽ tập trung ăn mục tiêu, ép mục tiêu. Nếu mà team 2 team lên giữ mục tiêu ấy thì bạn sẽ là người đẩy trụ. Tại vì sao? Vì team địch nó lên giữ mục tiêu, đường quái cao lên thì các bạn sẽ chọn một cái đường quái cao các bạn đẩy luôn. Đấy, quăng mục tiêu đấy, đẩy đầy trụ thôi. Đấy, nói chung nó có rất nhiều kiểu chơi late game. Còn clip này thì thực sự mình khá sánh là thằng xử lý mất chiếu 2 thì đồng nghĩa cái việc án tử. Đấy, thằng ID thì full đám, khả năng mình sẽ chơi được với nó. Đấy, từ từ bình tĩnh. ID full đám thì khả năng mình chơi được. Đấy, các bạn nha, Nagaroth chơi là phải full đám, không chơi tanh, semi tanh, full đám cho mình. Sợ gì? Đấy, tự tin chơi đi, cái pha này trận này không chơi được thì trận sau chơi được, các bạn luyện tập đi. Ná full đám là một cái hiệu quả. Chứ ná mà lên semi tanh á, nó mất đi một cái gì để một cái phong thái của Nagaroth, cho nên mình khuyến khích. Ủa, hack map đẩy rồi. Đấy, nên khuyến khích tất cả anh em nào xem kênh mưa xưa, full nam cho mình, full nam đi, tánh làm cái gì vớ vẩn. Nói chung tánh thì là tham khảo cho vui thôi. Các bạn chế độ tánh, các bạn chơi một cái nó khác hẳn, chơi vẫn chơi hiệu quả, nhưng mà nó mất đi một cái gì. Ôi trời ơi, máy bật đủ đám ăn đấy, nó mất một cái gì đấy gọi là hình thái của thằng Nagaroth đấy các bạn. Đấy, hình tượng của liên quân mà bây giờ lên tánh như con gì nữa các bạn. Đấy, cho nên là từ từ các bạn nhá. Đấy, bình tĩnh, bây giờ để mình coi thôi, bây giờ tạm thời là đây thằng Murat này, lá lên, sắp xích, ôi rồi bay quá, ui rồi trật, khổ thế cái chứ anh em ạ, trật đấy anh em ạ, đấy nhiều phá này chúng lướt,
nó bật đập vào tường là bình thường luôn, các bạn lâu không chơi là như vậy thôi. Đấy, về lại thứ hai là chuẩn bị mình live stream lại thôi, cho nên là cứ mỗi cái clip mình sẽ nhắc lại cho anh em nhớ nhá, để chuẩn bị mình thông báo. Bởi vì là hiện tại là cái fanpage mới, cho nên mình nói chung hầu như nhiều người không nắm bắt được, cho nên mình sẽ thông báo gần trên YouTube nữa, cho nên các bạn cân nhắc và sắp xếp thời gian các bạn nhé. Lịch chính xác thì mình còn thực sự là mình còn chơi lại cái máy thường thì mình chơi iPhone 8 thì rất mượt rồi, nhưng mà kiểu là kết hợp cái live stream đấy thì mỗi mua một phiên bản thì nó cân nặng hơn. iPhone 8 bây giờ chơi được, live stream được, nhưng nó sẽ yếu hơn xưa rất là nhiều, cho nên nó sẽ bị giảm chất lượng, cho nên mình phải bắt buộc chơi iPhone X hoặc iPhone 11. Thì đổi từ iPhone 8 lên một cái máy to ấy, thì nó cần phải luyện tập tầm khoảng 1 tuần cho đến tầm 1 tháng thì nó mới gọi là quen trơn tru đấy. Rồi cái fan này ngon lành, cho nên là mình đang còn đổi máy để mà luyện tập lại, cho nên là khi nào mà cảm giác quen máy ấy, thì mình sẽ bắt đầu tập trung live stream và thông báo cho anh em. Đấy, nói chung là cái đợt live stream này thì nói chung là chỉ là những anh em gọi là tình cảm, là vui vẻ ta vào ta nói chuyện chơi thôi. Đấy, bây giờ thì kiểu không ham hổ víu vùng cái gì ngày xưa nữa. Đấy, cho nên là đấy, thông báo cho anh em biết như vậy thôi. Và thì mình nghĩ thì năng cao đó tìm như vậy thôi. Và mình xin phép dừng clip ở đấy và mời các bạn hãy xem những cái siêu phẩm của mình các bạn nhé. Và tất cả bạn hãy mài, yêu bye bye. Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Invest till it grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Find me, and if you're going to hate
I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. What's up?